Chào tất cả anh em channel của mình là Nguyễn Trần Công Hậu. Rất vui được gặp lại anh em. Thì tiếp nối thành công của đợt triển lãm ở Tân Bình vừa rồi, bên mình được lên báo rồi được anh em tới ủng hộ rất là đông. Thì đợt triển lãm lần này là mình sẽ triển lãm tại là công viên làng hoa Gò Vấp với cái tên là Tuần lễ sinh vật cảnh. Thì đến đây thì có rất là nhiều anh em chưa copy đến và xe cá giống chứ phải một mình thì rất là nhiều gian hàng xe cá copy đó. Thì anh em cần bất kỳ dòng gì lên đây cũng sẽ có đó. Rồi thì triển lãm vừa rồi cách triển lãm này chỉ có 10 ngày thôi, cho nên cá mình không có kịp đẻ ra để mà xe cá nhỏ cho anh em, cho nên mình đã quyết định là xách bầy cá giống mà mình mới lựa ra, mới chuẩn bị để cho nó đẻ, mình xách lên chơi với anh em luôn, xe ra cho anh em luôn đó. Thì bầy này là bầy King Koi Red Air, cá đang lên tay bơi rất là nhiều, anh em thấy không, lên tay bơi rồi lên kinh rất là nhiều luôn đó. Cá này là đem về đẻ liền luôn, thì mình share cho anh em với giá là 50k, thì cũng như triển lãm vừa rồi đó. Hy vọng là anh em sẽ tới ủng hộ và giao lưu chia sẻ kinh nghiệm cùng với mình. Thì ngoài cái dòng King Koi Red Air này á, mình còn share thêm những cái dòng đặc biệt như là koi đen super short ribbon với tỷ lệ lên super short ribbon là 80-90%, cá to như vậy luôn. Thì mình cũng phải xách cá giống đi thôi, chứ đợt triển lãm vừa rồi mình đã hết cá nhỏ rồi, đợt này mình chơi cá to. Rồi thì mình kính mời tất cả các anh em hãy tới công viên làng hoa Gò Vấp vào ngày 27, tức là ngày mai mới bắt đầu nha anh em, để mà mình cùng giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi con giống cùng với nhau. Thì có rất là nhiều gian hàng bán chia copy trên đây, cho nên anh em tới yên tâm, anh em cần dòng gì lên đây cũng sẽ có hết đó. Rồi bây giờ mình hẹn gặp anh em ở triển lãm nha anh em. Chào tất cả anh em. Anh em có thể ủng hộ mình và gia đình phía Hunter bằng cách là ủng hộ kênh YouTube của mình, để mình có thêm cái động lực mà mình làm thêm nhiều video hay cho anh em, nhiều video chia sẻ kinh nghiệm về cách chữa bệnh cá, video chia sẻ kinh nghiệm cách nuôi cá thu cá bột làm sao cho hiệu quả và thành công. Và có thêm cái động lực để mà mình làm ra con cá đẹp, con cá VIP để mà mình share ra cho anh em với cái giá tốt nhất. Và mình có thêm cái động lực để mà mình tham gia những cuộc triển lãm, để mà mình giao lưu với anh em, học hỏi từ anh em, chia sẻ kinh nghiệm cùng anh em. Rồi chào anh em.